啊，什么牛啊？塞羊呢？马国卡子呢？新小伙伴，咱们就来 Boycan Double Wish， 耶耶耶！明天啦，卡子，对，今天啦，明天啦，我安排你，今天到零和三，我将三杯，用碗当天。关注啊！来听一首哦，本命大姐的，那本命孙孙呀，刚刚我们把你们模特啦，是八幺，今天了八幺啦，当小米呀，好哟。我们弄哪？哦，老米模特。哦，老八幺啦，当我们模特。老米模特。那个老奶奶，那个在这上班了。南瓜，南瓜，嗯，这个呢，木鸡还鸡，木鸡。哇哦！来来，今日南街啊，30元呢。啊，咁牛啊！西勇啊，麦果卡子呢？切鸡。来来，呀，快啲，今日啦，跳顺顺呢？哎呦，还撩，解酒呢？很难啊！này là sườn sống là cải chua này dưa leo mất đi kì hai năm à, 25 cm nè chán nè thịt heo này nè, sừng sừng nè. Hiểu rồi. Cái này, chút nước này là hơi hơi cay nè. Nhưng sơn sừng này là mềm nhưng có sơn nên có khi ăn thì có cứng và không mềm nữa. Sơn sừng là ngon tại vì là chắc là bình thường là mọi người không ăn sơn sừng đúng không? Nhưng cái này là có sơn sừng lên theo ca sư và gói ca sư thì vừa mềm nữa ngon này. Và sự thật là bánh mì này là cũng mềm nè, là hơi hơi có nước nè, nem ngon, không cứng nè. Là ngon. Wow. Cải chua. Cũng ngon. À. Rất chua. Cải chua. Cải chua. Ngon nhiên. Tại vì là quê ca dư và xin sơ kê cũng có cái chua như này nha. Là takana, tên là takana dư kê nên bây giờ đang nhỏ quê của mình nha. Hai năm không về quê nè, nên quên rồi nè. Quên rồi à? Thôi đi, thôi đi Kumamoto, hãy thổi ở đây nha.
cực kỳ ăn bánh mì này thì rất ngon ngữ nè. Nhưng mà thấy là mắt to nè, là khỏe to nè. Mọi người nghe là âm thanh quá. Ta dừa không thích vị cay, hơi hơi cay. Bây giờ có mùi hôi à? Nhưng chắc là người Việt Nam và người bình thường là thích cay à? Là có thể ăn được món cay à? Ta dừa là ít ăn thôi à. Cái này là ăn được. Không có ít nhưng mà cay. Là sốt nè. Sốt cay. Cho sốt nè. Ồ, ít. Ồ, ớt, ớt. Ớt, ớt. Ớt. Có ớt trong sốt này á. Theo quay à? Thật tướng. Yeah, hình như là sốt này hơi hơi cay nè. Đúng rồi. Không biết ăn cay hả? Hàn Quốc còn biết ăn cay hả? Nhật Bản à. À, Nhật Bản hả? Nhật Bản là tiết cầm đi. Nước tương. Ơi. Cầm ăn hết đi. Cảm ơn chị. Thêm nha. Nhớ kìa. Thêm đi. Em á, ăn cho nó ngon. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Mai nè. Dạ, tiền nè. Tiếp nhiễm này cũng có vị nè. Bên này là hơi hơi ngọt nè. Sốt ngọt. Nè, một sốt là cay, một sốt kia là hơi ngọt. Nè, rất hợp nhau. Không phải chỉ vị cay. Cái này là rất ngon nè. Là thật sự ngon. Hôm nay cũng xe lo canh hoài không dám quýnh nhau. Là giống như là kimchi nè, nghe em hơi hơi cay nè. Nhưng mà cái này là không phải quá cay nè. Chém một hồi, không sao. Việt Nam là chơi nóng nè, nghe em lúc nào cũng có mồ hôi à, nghe em bây giờ không sao. Chơi pha dư nhé, cái này ngon nè, món ăn nữa nha, và món đến đây để ăn đây nha, ăn nữa nha. Và nếu mọi người chưa ăn bánh mì xương sườn thì hãy ăn thử nha. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình này, và nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha. Bye bye. Yeah, mình tên là ăn cùng bánh mì. Night and morning, night and morning.